Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh dạy vẽ của mình. Mình là Quỳnh và ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người chúng ta cùng nhau vẽ kỹ hơn về một dòng bánh có tên gọi là Cronus. Đây là một sự kết hợp độc đáo giữa croissant và donut tạo nên một bánh ngọt có lớp vỏ giòn và lớp nhân rất là mềm mịn, thường được chiên và rối bột đường. Cronus thì có thể có nhiều loại nhân và phủ đường, tạo nên một trải nghiệm ăn ngon và độc đáo. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người vẽ kỹ hơn về dòng bánh đặc biệt này. Các bạn hãy nhớ là lôi giấy và bút để có thể thực hành cùng với mình luôn nha. Còn bây giờ thì nhớ là hãy follow kênh của mình để nhận thông báo mỗi khi mình ra video mới nhé.
Thank you.